Bây giờ mình điện cháu mình. Điện cháu mình bảo là cậu đang lấy xem coi là như thế nào. Đây, cháu mình đi chơi giờ đang gọi lại các bạn. Đây, ui giời ơi, đây này. Đây, đó, một đống thế này, con la này. Đây này, cả hộp kẹo với ấy nè, hộp ấy này. Kẹo. Có, đây này, kẹo bi các thứ này. Đây, cả. Đây, xin gom nữa này. Đấy, xin gom này. Bao nhiêu hộp này. Ừ, đầy ra. Về cái này cho cả anh cún với chị sóc với chị sâu nhá. Ừ, có hết mà. Đấy, về những cái nào mà giống nhau thì chia đều ra. Chia đều ra cho mấy anh chị này nhá. Nhiều gì đây này. Nhìn đây này, một đống này. Đấy. Giờ đóng thùng này. Nhiều. Đây, túi này, sô la này. Mua cả thuốc cho bà nữa này, thuốc nhỏ mắt này. Đấy, sao Bim dùng thuốc nhỏ mắt này được này. Đấy. Bà đi chơi thì tắt máy rồi bạn. Chào bạn nhé, lại là mình đây, Xoan TV Cuộc Sống Nhật Bản đây. Thì bây giờ mình sẽ lên cửa hàng hiệu thuốc Kusuri các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ lên mình mua thuốc về xương khớp, xoa bóp xương khớp cũng như là thuốc uống để mình gửi về cho bố mẹ mình nhà nhé. Vì bố mẹ mình ở Việt Nam là bị xương khớp ấy, nên là mình sẽ mua mình gửi về Việt Nam. Và cũng như là mình mua đôi chút loại bánh kẹo về cho cháu mình. Cháu mình thì rất thích ăn sô-cô-la bên này các bạn ạ. Thì thời tiết khoảng tầm độ 7 đến 8 độ thôi các bạn ạ. Nói chung là lạnh mà. Và giờ mình đến khu vực mình vào mình mua nhá, mua thuốc và mua bánh kẹo. Đấy, thường thì bên này cô sư mô sự sẽ bán thuốc bạn nhá, với cửa hàng hiệu thuốc Kusuri. Đấy, hai cái này là khu vực gọi là hai siêu thị lớn nhất bán thuốc bạn. Nên là bạn nào sang bên này và muốn mua thì các bạn cứ đến gọi cô sư mô sự, nếu không có thì các bạn đến cửa hàng hiệu thuốc. Đây mình lấy cái giỏ. Lấy cái giỏ này mình đựng quá. Cái này thì thuốc trẻ em này, thuốc cúm, sữa cúm các thứ cho trẻ em. Thôi mình sẽ hỏi nhân viên người Nhật các bạn nhé, hỏi xem là thuốc nằm ở đâu. À, sumimasen. Ano, kore doko desu ka? Đây mình hỏi người nhà cái thuốc này bạn, thuốc xoa bóp này. À, người nhà cho chị mượn nhé. À, hay. Arigato gozaimasu. Đây bạn nhá, này thuốc xoa bóp xương khớp này. Này mình sẽ mua lấy 3 lọ bạn ạ. Này thuốc dạng này thoảng xoa này, khoảng tầm độ 70.000 tiền mình thôi. Đây mình sẽ lấy 3 lọ nhé. Đây thì khu vực thuốc nhỏ mắt đây bạn này. Trước là mình dùng cái quả FX đây bạn này. Dùng thuốc nhỏ mắt FX này, cái này cũng tốt. Nhưng mà mình sẽ mua vài hộp đây bạn. Đây các cái hộp này mình thấy mọi người mua nhiều. Người Việt mình mua nhiều bạn. Mình sẽ mua lấy 2-3 hộp này nè các bạn nhé. Này 400 yên bạn ạ. Đây cái dòng này 400 yên, cũng khoảng tầm độ 70.000 tiền mình thôi.
Đây khu vực này thuốc dạ dày các bạn ạ. Này khu vực dạ dày này. Thuốc này thì mình thấy mọi người thì mua ít. Đa số là mua xương khớp với thuốc nhỏ mắt, cái thuốc xoa bóp là nhiều các bạn ạ. Đây và giờ mình lại đi lại chỗ khu vực thuốc mình cần mua nhá. Đây là các thực phẩm uống. Đây 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 bạn. Đây. Giờ mình sẽ mua cái thuốc đây bạn này. Thuốc này chủ yếu mình đi mua thuốc này bạn. Thuốc này khá nổi tiếng bạn nhé. Thuốc này được người Việt mình mua về gửi về tặng gọi là bố mẹ cũng như là bố mẹ uống này, cũng như là ông bà hay tặng ai bị xương khớp ấy. Là mọi người uống này rất nhiều nhá. 900 viên bạn, một hộp này là 900 viên này. 900 viên thì bạn uống được 3 tháng. Đấy, một hộp này uống được 3 tháng này. Và giá là 2 sen 480 yên. Khoảng 2 sen rưỡi bạn. Thì khoảng hơn 500.000 tiền mình bạn ạ. Hơn 500.000 tiền mình. Đấy. Thì mình sẽ lấy mình lấy 2 hộp. Vì là uống được 3 tháng mà bạn. Uống được 3 tháng nên mình sẽ lấy tạm 2 hộp thôi. Đấy, sau ví dụ như bố mẹ mình uống mà cảm thấy mà ok thì mình sẽ lấy tiếp mình gửi về bạn nhé. Chứ mình không lấy một lúc luôn. Đấy. Vì là mình thỉnh thoảng hay gửi đồ về ấy, nên là mình không có lấy nhiều. Mình sẽ lấy 2 hộp thôi. Và này là đây, các cái dòng đây bạn, dòng xương khớp này. Này uống hỗ trợ xương khớp này. Đấy, hỗ trợ thoái hóa xương khớp. Mọi người dùng rất là nhiều các bạn ạ. Đây và giờ mình sẽ đi lại khu vực để mua cháu mình bạn nhé. Sô-cô-la này. Đây, chocolate tổ đây bạn. Chocobai này. Mình sẽ đi ra khu vực đây. Đây mình sẽ lấy đủ vị bạn nhé. Lấy mỗi thứ 4 loại để về mình cho mấy cháu nữa. Đấy, cho các cháu nữa. Vị này thì sô-cô-la không thì đắng mà. Mình sẽ tìm các cái vị nào mà ngon ngon. À, vị trà xanh này bạn này. Vị trà xanh này. Ừ, vị trà xanh matcha này nổi lắm ạ. Vị này ngon. Đấy, mình sẽ lấy 4 hộp đây bạn nhé. Đấy, vị này thì là vị khá là nổi bên này luôn. Vị được ưa chuộng bạn này. Vị trà xanh matcha 200 yên một hộp. 3.000 hộp đây bạn. À, vị này là vị mới. Ờ, này cũng đẹp đẹp, mình lấy luôn 4 hộp. Đấy. Còn các này kem thì mình bỏ thùng các thứ là hỏng hết rồi. Không bỏ đâu. Để mình xem nào, cái hộp này hộp gì. Mua cho mỗi đứa hộp. Đây. 2. Này. 3 này. 4. 4 hộp. Này đội thích lắm. Này hộp Pikachu, hộp này ít bạn, hộp này nhẹ. À đây nè, khi mình mua mấy cái kẹo vòng tròn này, đội khả năng thích đấy. Các kẹo đây bạn này. 2, 3, 4 các kẹo. Đã lấy cái này đây, 4 túi này. Nói chung là chia đều hết bạn ạ. Chia đều hết, mỗi nhà mỗi túi. Là mình thì phải cháu nhiều lắm. Đây là thanh toán đây bạn ạ. Đấy và thuốc đây bạn. Chủ yếu mình mua thuốc rồi nè. Thuốc cho bố mẹ mình dùng. Mình mua mỗi người mỗi hộp thôi. Vì này dùng được 3 tháng mà. Nên là ví dụ như là gần hết là mình sẽ mua, mình gửi về tiếp bạn nhé. Sau khi mình mua xong rồi bạn, tranh thủ cắt cái tóc ấy. Và bây giờ mình sẽ đóng đồ bạn nhé. Đóng đồ để gửi về Việt Nam. Chung mình đổ ra thì nhìn kiểu khá là nhiều các bạn ơi. Đây. 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 Chủ yếu là toàn cho bánh kẹo cho cháu mình. Đây với thuốc cho bố mẹ này. Đây các bạn. Thuốc bóp này.
Bây giờ mình điện cháu mình. Điện cháu mình bảo là cậu đang lấy xem coi là như nào. Cháu mình đi chơi giờ đang gọi lại các bạn. Đây, ui giời ơi, đây này. Đây, đó, một đống thế này, con la này. Đây này, cả hộp kẹo với ấy nè, hộp ấy nè. Kẹo. Có, đây này, kẹo bi các thứ nè. Đây, cả đây, sinh gum nữa nè. Đấy, sinh gum nè. Bao nhiêu hộp nè. Ừ, đầy ra. Về cái này cho cả anh cún với chị Sóc với chị Sâu nhá. Ừ, có hết mà. Đấy, về những cái nào mà giống nhau thì chia đều ra. Chia đều ra cho mấy anh chị nè, chưa? Nhiều thì đây này, nhìn đây này, một đống này. Đó. Giờ đóng thùng nè. Nhiều. Đây, túi này, sô cô la này. Ừ. Mua cả thuốc cho bà nữa này, thuốc nhỏ mắt này. Đấy, sao Bim dùng thuốc nhỏ mắt này được này. Ừ. Đấy. Phải đi chơi tắt máy rồi bạn. Thôi, giờ đóng thôi, để mình gửi thôi. Đây là giờ mình sẽ đóng vào thùng này các bạn này. Đóng vào thùng này. Là nhiều đồ quá. Đây mình sẽ đóng các cái túi này ở dưới bạn này. Nhẹ nhẹ ở dưới. Đấy. Và mình sẽ đóng các cái chai này, chai sành này, chai sành nên mình sẽ đóng ở giữa các bạn. Mình sẽ để ở giữa. Không biết này vừa không. Đây là thuốc bôi các bạn nhé. Ví dụ ai mà bị đau nhức gì là bôi cái này các bạn ạ. Còn này là thuốc uống nhá, thuốc uống này. Gọi viêm khớp với các thứ. Đây, vào thuốc bôi. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. I first. Các bạn ơi, đây cân mình, giờ mình cân thử xem bao cân nhé. Đấy, bật. Rồi, ok. Mình bỏ đây. Đây các bạn. Và cái thùng này mình là 5 cân 4. Đấy, cho là 6 cân đi. Đấy, 6 cân. Thùng này các bạn. Đấy, và giờ mai mình sẽ đi gửi các bạn nhé. Đây, và tối qua thì mình đã đóng xong thùng đồ rồi các bạn. Giờ bây giờ mình vào con mini để mình chuyển đến gọi là công ty vận chuyển về Việt Nam bạn nhé. Đây là thùng đồ của mình các bạn ạ. Đây, vào. Vào mình chuyển. こちらの方にお名前などお書きいただいて。はい。はい。
có chi. Đây, và sau khi mình vào đấy thì nhân viên sẽ phát cho mình một tờ giấy đây bạn. Tờ này là gọi là mình trả phí bạn nhá. Còn tờ màu hồng kia là bên nhận sẽ trả phí. Đấy, và giờ mình sẽ ghi địa chỉ bên nhận đây bạn, ở bên trên đây. Còn địa chỉ người gửi tức là mình đây bạn, là ở dưới đây. Đấy, và giờ mình sẽ ghi bạn nhá. Đấy, như vậy thì mình gửi xong rồi bạn ạ. Còn là hôm nay mình gửi cái thùng đấy là mất 1.7 cm. Đấy, và bên này ấy gọi là gửi cái gì ở con mini ấy, dưới 25 kg là gửi là phải đo bạn nhá. Ví dụ đo chiều ngang này, đo chiều cao này, đo chiều dọc này là tính ra số tiền. À, các bạn phải nhớ lấy lại cái tờ giấy đây bạn ạ. Đấy, tờ này để ví dụ như mà hàng mà không đến được tay người nhận á là mình đem tờ này mình check lại bạn. Đó. Và thôi, mình video mình xin kết thúc tại đây thôi. Và chúc các bạn gọi là một ngày mới tốt lành. Hẹn bạn video tiếp theo. Bye bye.